Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến các bạn 7 cái tiêu chí chọn sữa cho trẻ biếng ăn mà các mẹ cần biết. Thì biếng ăn ở trẻ kéo dài có thể dẫn đến suy dinh dưỡng, chậm phát triển chiều cao, trí lão. Một trong những cái giải pháp bổ sung dinh dưỡng được nhiều bố mẹ lựa chọn đó là các cái loại sữa dành cho trẻ biếng ăn hay là trẻ suy dinh dưỡng. Vậy thì trẻ biếng ăn nên uống sữa gì? Thứ nhất là chọn sữa có mùi vị giống với sữa mẹ. Thì điều này sẽ giúp trẻ dễ dàng tiếp nhận được cái loại sữa mới hơn. Và nếu các cái thành phần dinh dưỡng của chúng cũng gần giống với sữa mẹ, vì thế thì trẻ càng có cơ hội phát triển khỏe mạnh và tăng cân, đáp ứng được cái nhu cầu dinh dưỡng cần thiết. Cái thứ hai là chọn sữa phù hợp với lứa tuổi, thì được xem là một cái thành phần quan trọng không thể thiếu trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Vì vậy, việc chọn sữa phù hợp với sức khỏe và thể trạng sẽ giúp cung cấp những cái dưỡng chất tương ứng với cái sự phát triển của trẻ trong từng giai đoạn, phòng tránh được cái thiếu hụt dinh dưỡng và cải thiện được cân nặng, phòng tránh được cái thiếu hụt dưỡng chất, cải thiện được cân nặng. Cái thứ ba là chọn sữa theo thành phần dinh dưỡng. Thì dinh dưỡng có tác động rất lớn đến cái sự phát triển thể chất của trẻ, đặc biệt là chiều cao và cân nặng. Do đó, với trẻ biếng ăn chậm tăng cân thì nên chọn các cái dòng sữa có nguồn năng lượng cao. Bên cạnh đó thì cũng cần lưu ý cái hàm lượng và các cái chất dinh dưỡng cung cấp cho trẻ như là vitamin và các cái khoáng chất hay là chất béo. Lời khuyên cho bố mẹ là khi mua sữa bột dành cho trẻ suy dinh dưỡng thì cần đọc kỹ các cái thành phần ghi trên vỏ hộp cũng như là trên bao bì để có một cái lựa chọn đúng đắn nhất. Cái thứ tư là chọn sữa theo mùi vị để kích thích cái vị giác, giúp trẻ ăn ngon miệng hơn. Thì thông thường là trẻ thích sữa có cái mùi vị thơm ngon, từ đó sẽ kích thích cái vị giác, cảm giác thèm ăn và trẻ sẽ chủ động trong cái vấn đề ăn uống hơn. Cái thứ năm là chọn sữa dễ hấp thu và giúp trẻ phát triển toàn diện. Thì bên cạnh chọn cái dòng sữa cho trẻ suy dinh dưỡng, biếng ăn, bố mẹ cũng cần chú ý tới các cái dưỡng chất khác giúp trẻ phát triển trí lão, chiều cao và đặc biệt là các cái dòng sản phẩm nó dễ hấp thu, phòng tránh táo bón. Thì có thể để ý đến cái hàm lượng chất xơ này và tỷ lệ chất đạm, chất béo cũng như là sắt, canxi trong từng sản phẩm. Và cũng cần phải chọn các cái dòng sản phẩm nó chứa các cái bổ sung cho trí lão phát triển như là DHA hoặc là các yếu tố miễn dịch như là HMO. Thứ sáu là chọn sữa tốt cho cái hệ vi sinh đường ruột. Thì ngoài bổ sung cái chất xơ tự nhiên là một cái thành phần quan trọng giúp ngăn ngừa táo bón ở trẻ, thì những cái dòng sữa có chứa các cái lợi khuẩn, các cái enzyme tiêu hóa cũng là những cái sản phẩm nên có trong danh sách các loại sữa bột cho trẻ biếng ăn mà bố mẹ có thể tham khảo. Thì sữa có chứa các cái lợi khuẩn có lợi sẽ hỗ trợ được cái hoạt động của hệ tiêu hóa và thúc đẩy cho cái quá trình sản xuất axit giúp chuyển hóa và bài tiết chất độc cũng như là tiêu diệt các cái vi khuẩn có hại. Cái thứ bảy là chọn sữa có tác dụng tăng cường cái sức đề kháng. Hầu hết trẻ suy dinh dưỡng thì đều có cái sức đề kháng kém và khi mắc bệnh thì thường kéo dài hơn các cái trẻ mà khỏe mạnh khác. Thì vì vậy khi mà chọn sữa dành cho trẻ thì bố mẹ cũng cần lưu ý là nên chọn những cái dòng sữa mà tăng cường cái hệ miễn dịch cho con. Thì chọn những cái loại sữa có bổ sung các cái yếu tố như là IgA, IgG, IgM cùng các cái chất chống oxy hóa tự nhiên, các cái yếu tố miễn dịch như là beta glucan, xylen hay là các cái chất chống oxy hóa tự nhiên chứa hàm lượng vitamin C cao và có khả năng có thể tăng được cái sức đề kháng, ức chế các cái vi khuẩn gây bệnh, thì từ đó phòng ngừa được các cái yếu tố gây bệnh từ bên ngoài cho trẻ. Dạ vâng, thì trên đó là cái chia sẻ về 7 cái tiêu chí khi lựa chọn sữa công thức cho con để giúp con có được một cái sức đề kháng khỏe và con có được cái sự hấp thụ dinh dưỡng cũng như là phòng tránh được những cái bệnh đáng tiếc. Dạ vâng, thì trên đó thì tôi cũng đã chia sẻ tới các bạn là 7 cái tiêu chí chọn sữa để giúp con khỏe mạnh và có một cái sức đề kháng tốt. Thì xin cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nếu các bạn cảm thấy video hay, có ý nghĩa thì hãy like, share và chia sẻ video này đến nhiều người. Vâng, xin cảm ơn và chào các bạn ở video tiếp theo.